Rồi, anh xin chào tất cả các em. Thì bài học ngày hôm nay thì anh sẽ nói về cái chủ đề tham số hóa trong OECD, các bài toán trong hình học tọa độ. Thì chúng ta có nhiều bài chúng ta cần phải tham số hóa. Thì đây là những bài toán nó không phải là quá khó, nhưng mà các em không có nhớ cái kỹ thuật để làm á thì nó sẽ trở thành bài khó thôi. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề này ha. Thì trước tiên là cái kiến thức nền. Cái kiến thức nền thì thầy muốn là các em nắm rõ với thầy cái chỗ này. Đó là nếu như đường thẳng delta có phương trình là x bằng x1 cộng a1t y bằng y1 cộng a1t z bằng z1 cộng chỗ này là A2 ha. A2 A3T với T thuộc R, thì đây chính là phương trình tham số của đường thẳng delta, đúng không? Thì nếu như điểm M, một điểm M nào đó mà thuộc đường thẳng delta, thì các em sẽ suy ra được tọa độ của điểm M sẽ có dạng là x1 cộng A1T và y1 cộng A2T và z1 cộng A3T. Được chưa? Thì đó là cái kiến thức nền để cho các em giải quyết được cái bài toán này. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên để các em nắm rõ ha. Ví dụ 1 là viết phương trình đường thẳng D. Viết phương trình đường thẳng D thì thầy viết tắt là viết phương trình D cho nó gọn ha. Đường thẳng D này đi qua cái điểm M, tọa độ là 1, 2, trừ 2. Được chưa? Vuông góc và cắt đường thẳng delta có phương trình là x bằng t y bằng 1 trừ t và z bằng 2t với t thuộc r ha. Rồi, như vậy thì cái câu này chúng ta sẽ giải như thế nào đây? Thì đầu tiên các em quan sát cái dữ kiện á, thì các em lưu ý với thầy là có cái từ cắt nè, có cái từ cắt. Như vậy thì khi mà nó có cái từ cắt thì các em cứ gọi giao điểm ra cho thầy, được chưa? Gọi A là giao điểm của D với lại delta. Như vậy thì vì A là giao điểm của hai đường thẳng cho nên A nó vừa thuộc đường thẳng D vừa thuộc đường thẳng delta. Vậy thầy suy ra được là điểm A này thuộc đường thẳng delta. Mà khi điểm A thuộc đường thẳng delta rồi thì chúng ta sẽ viết được tọa độ điểm A theo tham số T. Được chưa? Vậy từ đó suy ra tọa độ điểm A sẽ là T và 1 trừ T và 2T. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái ý tiếp theo là đường thẳng D này vuông góc với đường thẳng delta. Thế thì khi hai đường thẳng vuông góc với nhau á, thì thầy vẽ một cái mô hình cho các em xem. Tất nhiên là ở đây thầy đang chọn là trường hợp là hai đường thẳng này cắt nhau, còn khi hai đường thẳng này chéo nhau thì việc làm hoàn toàn tương tự ha. Rồi ví dụ đường thẳng D ở đây, đường thẳng delta ở đây, thế thì hai đường thẳng này mà vuông góc với nhau á, thì các em chỉ việc là cho hai cái vector chỉ phương này vuông góc với nhau là xong, được chưa? Mà hai vector chỉ phương vuông góc với nhau có nghĩa là tích vô hướng của hai vector này bằng số 0. Như vậy thì chúng ta tính vector chỉ phương của đường thẳng D. Đường thẳng D đi qua hai điểm M và A, như vậy vector chỉ phương của đường thẳng D ta chọn là vector MA. Vector MA thì lấy tọa độ điểm A trừ điểm M, như vậy chỗ này sẽ là T trừ 1. Rồi 1 trừ T trừ đi cho 2 sẽ là trừ T trừ 1 và 2T cộng 2. Tiếp tục, vector chỉ phương của đường thẳng delta thì thầy gọi nó là U delta. Ở đây sẽ là 1 trừ 1 và 2. Vậy thì đường thẳng D vuông góc với đường thẳng delta thì chúng ta sẽ suy ra được là vector MA nhân vô hướng với vector chỉ phương của đường thẳng delta bằng số 0. Như vậy các em sẽ được một cái phương trình tích vô hướng của hai vector thì quen rồi ha. Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung cộng cao nhân cao. Như vậy chỗ này sẽ là T trừ 1 trừ cho trừ T trừ 1, được chưa? Cộng cho 2 lần 2T cộng 2 bằng 0. Vậy thì chỗ này các em nhân ra
thì chúng ta sẽ được là t trừ 1 cộng t cộng 1 cộng 4t cộng 4 bằng 0. Rút gọn lại, 4, 1 là 5, cộng 1 là 6, 6t cộng 4 bằng 0. Được chưa? Như vậy chỗ này ta ra được là t sẽ bằng trừ 2 phần 3. Mà t bằng trừ 2 phần 3 thì chúng ta sẽ suy ra được là vector MA. Vector MA sẽ có tọa độ là trừ 5 phần 3. Các em thay t bằng trừ 2 phần 3 vào đây nè. Rồi được chưa? Tung của nó sẽ là trừ 1 phần 3 và cao của nó sẽ là 2 phần 3. Với cái vector chỉ phương như vậy, chúng ta có thể chọn một cái vector cùng phương khác có số đẹp hơn một chút, nhân 3 vào. Như vậy là ta sẽ chọn UD sẽ là bằng trừ 5, trừ 1 và 2. Đấy, như vậy thì chốt lại, chúng ta có phương trình đường thẳng D sẽ là x bằng 1 trừ 5t, y bằng 2 trừ t, và z bằng trừ 2 cộng 2t. Được chưa? Với t thuộc R. Ok. Đấy, như vậy thì cái câu này nó cũng không khó ha, quan trọng là cái ý tưởng ha. Rồi, các em ghi bài vào cho thầy nhé.